Xin chào các bạn. Hello everybody, I'm Minh Chung, the member of Panda Academy. So good to see you guys. I'm come back in this episode to tell you to say in Vietnamese. So are you ready? In this lesson, we have three parts to practice with me. Part 1, when I know an example. Part 2, practice. And part 3, conversation. So, are you ready? Bắt đầu thôi! So, part 1, when I know an example. In this part, we have the struggle. Động từ thử xem. Thử động từ xem. So this struggle is usually infiltrated in the sentence when you want to suggest or encourage someone do something and see the results. Example: Em thử đi đôi giày này xem. Em thử đi đôi giày này xem. Ông đeo thử chiếc cà vạt này xem. Ông đeo thử chiếc cà vạt này xem. Bà uống thử bia ba 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 này xem. Bà uống thử bia ba 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 này xem. Chị nếm thử xem canh có mặn không. Chị nếm thử xem canh có mặn không. Anh hỏi xem xe này giá bao nhiêu. Anh hỏi xem xe này giá bao nhiêu. Chị không biết, em hỏi thử mẹ xem. Chị không biết, em hỏi thử mẹ xem. Động từ trang phục, mặc quần áo. Mặc quần áo. Đi giày tất. Đi giày, đi tất. Đội mũ, nón, khăn. Đội mũ, đội nón, đội khăn. Đeo cà vạt, vòng, nhẫn, thắt lưng, kính, đồng hồ. Đeo cà vạt, đeo vòng, đeo nhẫn, đeo thắt lưng, đeo kính, đeo đồng hồ. Cởi quần áo, giày, tất, cà vạt, nhẫn, thắt lưng. Cởi quần áo, cởi giày, cởi tất, cởi cà vạt, cởi nhẫn, cởi thắt lưng. Bỏ, tháo, kính, thắt lưng, giày, đồng hồ. Bỏ kính, tháo kính. Bỏ thắt lưng, tháo thắt lưng. Bỏ giày, tháo giày. Bỏ đồng hồ, tháo đồng hồ. Part 2, practice. Anh chị nói thế nào khi muốn gợi ý hay khuyến khích người khác làm những việc sau? 1. Bạn của anh chị bị cảm và không biết nên uống thuốc gì. Số 2. Em của anh chị muốn đến nhà bạn em ấy chơi, nhưng không biết bạn em ấy có ở nhà không. Số 3. Anh chị mới đọc sách cuốn Theo chiều gió và nghĩ rằng cuốn sách đó rất hay. Anh chị muốn giới thiệu cho các bạn đọc. Số 4. Có một bạn người nước ngoài chưa bao giờ ăn nước mắm. Anh chị muốn bạn ấy ăn thử. Số 5.
hai người bạn của anh chị yêu nhau nhưng họ quyết định chia tay. Anh chị khuyên họ nói chuyện với nhau một lần nữa. Don't forget to write down your answers to let me know. Part 3, conversation, hội thoại. Tại ngã tư đường Nguyễn Trãi. Đề nghị anh đỗ xe vào bên đường. Kìa, sao thế ạ? Anh thử nhìn xem anh đi có đúng đường không? Đây là đường một chiều. Anh có nhìn thấy tấm biển kia không? Đâu ạ? Tôi chẳng nhìn thấy cái biển nào cả. Cái kìa, anh nhìn xem. Biển to thế kia mà anh không thấy thật ạ? Ừ. Nếu mà tôi không để ý, anh thông cảm, tôi vội quá. Giờ cao điểm, ai cũng vội anh ạ. Chẳng phải riêng anh, bất cứ ngày nào cũng muốn đi nhanh. Nếu ai cũng muốn xin như anh thì xin anh cho xem giấy tờ đăng ký xe máy. Để tôi thử tìm xem giấy tờ đăng ký xe máy. Tôi quên ở nhà rồi anh ạ. Bất cứ khi nào đi xe, anh cũng phải mang theo các giấy tờ liên quan đến xe. Đề nghị anh nộp phạt. Nộp phạt à? Có lời rồi, nên quá. In the end of the lesson today, are you enjoyed? If you have any question, feel free in the comment to let me know. And don't forget that always free PDF that goes with today's lesson. If you want to download that, just click on the link in the description box. And if you like this video, don't forget to subscribe the channel to learn more about Vietnamese. So, xin chào các bạn. Hẹn các bạn video lần sau nhé.